Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết Ai tháo được nút thắt, người đó sẽ thống trị thế giới. Theo tổng hợp của Trần Đặng Quang, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nút thắt Gordium là một huyền thoại gắn liền đối với Alexander Đại Đế với lời nguyền rằng ai tháo được nút thắt Người đó sẽ thống trị thế giới. Theo truyền thuyết, vào năm 333 trước Công nguyên, Alexander Đại đế và đội quân Macedonia hùng mạnh nhất thế giới cổ đại tiến vào thành Gordium của vương quốc Phrygian ở Tiểu Á. Nay là Thổ Nhĩ Kỳ, còn trước đó là một phần của đế chế Ba Tư. Tại đây, ông được giới thiệu một cỗ xe cổ bị buộc bằng một số nút thắt, chặt đến mức không thể biết được chúng sẽ bị siết chặt như thế nào ông được kể rằng người đàn ông nào có thể tháo nút thắt này thì sẽ thống trị toàn châu á trước thách thức như vậy alexander đại đế lặng quan sát rồi bất ngờ rút kiếm cắt đôi nút thắt vấn đề đã được giải quyết xong dù đúng hay không đúng câu chuyện đã truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo và các anh hùng trong hàng nghìn năm nay thay vì chấp nhận các tiền đề và thông số của bất kỳ thách thức nào đã được thiết lập sẵn Hãy giải quyết nó theo cách đơn giản nhất có thể. Tóm lại, những thời khắc tuyệt vọng đòi hỏi phải có những biện pháp tuyệt vời. Ai tháo được nút thắt, người đó sẽ thống trị thế giới. Tổng thống Donald Trump hiện đang ở trong tình huống tương tự. Kiên cường là cách ông thể hiện khi phải đối mặt với một cuộc tấn công tại cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình. Vở kịch này đã diễn ra quá lâu bắt đầu từ khi Đảng Dân Chủ từ chối chấp nhận kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử năm 2016 và thay vào đó là bám víu vào câu chuyện thông đồng với Nga để hạ bệ ông Trump. Câu chuyện bịa đặt này đã được bà Hillary thai màu và sự tán thành nhiệt tình của giới truyền thông và ít nhất là sự chấp nhận ngầm của cộng đồng tình báo và chính quyền Obama. Sau khi khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán, Ông Trump cũng phải chiến đấu không chỉ với hậu quả của căn bệnh này mà còn với toàn bộ những kẻ thù trong và ngoài nước. Ông bị bao vây tứ phía bởi các thành viên của Đảng dân chủ thù địch, những kẻ cực đoan bạo lực Blacklist Master và Antifa, những kẻ hai mặt không bao giờ ủng hộ ông, những người của Đảng Cộng hòa đi theo con đường lối chính thống nhạt nhòa, một cơ quan tư pháp liên bang vẫn còn thù địch tận tụy với mục đích làm thất bại các mệnh lệnh hành pháp của ông và một đội ngũ quan chức thuộc nhánh hành pháp vô trách nhiệm, chậm chạp hoặc lười nhác, đơn giản là phớt lờ mệnh lệnh của Tổng thống. Rõ ràng trên lý thuyết, nếu những người này ở lại đủ lâu, ông Trump cuối cùng có lẽ sẽ ra đi. Và sau đó, những sinh vật đầm lầy này có thể sẽ quay trở lại thói quen hàng ngày là tham ăn như thủa nào và sống nhờ vào xác sống của chính trị gia Mỹ, tả sung hữu đột để cắt phăng nút thắt, tát cạn đầm lầy. Những gì Tổng thống Trump phải làm bây giờ trong thời gian còn lại trước ngày mùng 3 tháng 11 là cắt bỏ nút thắt Godium trên càng nhiều mặt trận càng tốt và Tổng thống Trump đang thực hiện điều đó. Về kinh tế, năm ngoái đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Hoa Kỳ tăng trưởng GDP thực tế, vượt quá dự báo cuối cùng của CBO và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đưa ra trước cuộc bầu cử năm 2016. Nhờ tăng trưởng kinh tế vượt quá kỳ vọng, GDP thực tế vào cuối năm 2019 là 260 tỷ đô la, cao hơn dự báo của CBO là 1,4%. Bất chấp kết quả tăng trưởng kinh tế Mỹ trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán làm kinh ngạc mọi dự báo, các dự báo tiêu cực vẫn tràn lan trên các trang The Economist, The Bloomberg, CNBC, CNN, NIT, The Times, rằng Mỹ sẽ bị tổn thương trầm trọng khi khởi động thương chiến với Trung Quốc, rằng Mỹ cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần Mỹ. Russia cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Các tin đồn đang lan truyền xung quanh Bộ Tư pháp về vụ bê bối thông đồng Nga Trump và việc nhắm mục tiêu vào chiến dịch của Tổng thống Trump đơn giản là không thể chấp nhận được. Nếu người của Đảng Dân Chủ và những người bạn truyền thông của họ đang cố tình ngầm phá chiến dịch tranh cử và làm yếu đi chính quyền mới này trong cuộc bầu cử vừa qua thì thời gian để cử tri biết điều đó là trước cuộc bầu cử tới chứ không phải là sau cuộc bầu cử. Tổng thống nói rằng ông đã giải mật tất cả các tài liệu có liên quan và đã đến lúc ông cần vạch trần toàn bộ âm mưu bẩn thỉu đó. Chắc chắn người của Đảng dân chủ sẽ la hét như đang chứng kiến việc giết người đẫm máu, nhưng sự thật vẫn cần phải phơi bày. Như cố tư pháp Finbus đã quan sát Tổng thống Trump đã rất tổng thống trong những năm cuối cầm quyền của mình, tức là trong nhiệm kỳ này. Cho dù đối thủ của ông dẫn trước trong các cuộc thăm dò, Tổng thống Trump đã tweet về sự thất vọng và giận dữ của mình trước âm mưu chống lại ông trong 4 năm qua. Bây giờ là lúc để ông làm điều gì đó về vấn đề này. Virus Corona Vũ Hán đã đủ với các phong tỏa rồi, đủ với việc gây hoang mang cho công chúng, đủ với sự chuyên chế của hầu hết các chính trị gia đảng Dân Chủ. Những người đã tự ý đặt ra các giới hạn hiếm pháp đối với các nhà thờ, giáo đường Do Thái và các doanh nghiệp tư nhân thì điều này rõ ràng là vi phạm tu chính án thứ nhất. Ông Trump đã phục hồi nhanh chóng trong cuộc đọ sức của chính mình với con virus này. Bây giờ, ông cần giải nghĩa rằng công việc quản lý chính trị liên quan đến những sự lựa chọn khó khăn, nền kinh tế và sức khỏe tổng thể của đất nước không còn có thể bị virus corona Vũ Hán bắt làm con tin. Sự thật là sự tàn phá kinh tế nằm ngay trong tay đảng dân chủ khi họ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế với kế hoạch đầy lũ hồng chết người của ông Biden. Tình trạng bất ổn dân sự. Mọi người đều có thể chứng kiến đảng dân chủ đã đồng tình với các cuộc khủng bố đập phá của các nhóm cực đoan. Các bức tượng đã bị lật đổ trong nhiều tháng và các tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Các phương tiện truyền thông tham nhũng gọi các cuộc biểu tình này là hầu hết đều ôn hòa và là những điệu nhảy của fan hâm mộ. Cuộc tấn công vào các sở cảnh sát cùng với những lời kêu gọi không trả lương cho họ. Trên thực tế là để hợp pháp hóa tội phạm bạo lực và do đó gây ra một tác động xấu khác. Các rắc rối này, kinh tế, luật pháp, phong tỏa và cướp bóc là những sợi dây chẳng chịt trong chiến lược bầu cử cuối cùng của Đảng Dân Chủ. Đó là tiếp tục tạo ra sự đủ hỗn loạn với hy vọng rằng công chúng mệt mỏi sẽ nói, tôi bỏ cuộc và bỏ phiếu cho sự cháo trở của Joe Biden và Kamala Harris để có thể làm cho những thứ này dừng lại. Nhưng với một chiến lược được xây dựng kỹ lưỡng để vạch trần sự lừa bịp này, tổng thống có thể tập hợp tất cả các chủ đề lại với nhau và sau đó, giống như Alexander cắt đứt chúng bằng một nhát thật mạnh và rõ nét kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung ai tháo được nút thắt người đó sẽ thống trị thế giới theo tổng hợp của tác giả trần đặng quang đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau